ra cũng ôm một bao đồ chơi quá trời quá đất luôn nha các bạn nha. Bạn ơi đi mua đồ chơi cho mừng nha các bạn. Bây giờ đi đâu, đi hướng nào? Đúng rồi, đi đi theo Euro đi coi đồ chơi nha các bạn ơi. Hôm nay là lễ hội của My Kingdom đang khuyến mãi rất là nhiều, cho nên là bạn Euro muốn đi xem coi Euro có lựa được món nào không và coi ở trong này có đồ chơi gì không nha. Rồi Euro đi đi con ơi. Bên đó là sân tennis đó. Đó đây là trụ sở của My Kingdom đang ở đây nha mọi người. Bây giờ mình hai mẹ con mình đi vô coi Euro muốn mua gì nha. Quý khách hàng vui lòng xem chi tiết thông báo nội quy mua sắm khác tại cổng vào. Xếp hàng rất là đông nha các bạn ơi, vô trong nó còn đông kinh khủng nữa mọi người ơi. Vô trong coi Euro có lựa được gì không nha. Mời mọi người tham quan cùng Euro và mẹ coi hai Euro hôm nay có mua được gì để chơi không nha các bạn nha. Các bạn ơi, một đông quá trời đông luôn. Bây giờ đây là một số mặt hàng nha, nhiều quá. Đây là gì đây? Đồ chơi của bạn gái hả con? Còn cái này bây giờ mình đi một vòng mình xem nha. Cái này là đồ rất là giảm nhiều. Từ từ mình sẽ xem từ nha. Lại lấy cái bao ni lông bự nữa. Ai cũng xách một cái bao ni lông bự quá trời bự luôn mọi người. Cái này là Lego nè con. Đó, lấy cái bộ này Lego á con. Rất là đông nha mọi người, cho nên là mình phải cẩn thận. Đó, luôn luôn nắm tay Euro. Wow. Lego quá trời nè Euro. Đó. Đây là quầy Lego. Muốn mua cái gì? Cái này là Lego con biết ráp không? Lego Iron Man hả? Lego Iron Man. Rồi cảm ơn em. Đây mọi người vô là phát một cái bao bự tổ chảm. Giảm giá rất nhiều nha. Đây là mấy cái tem giảm giá nè. Số 4 là giảm 40%. Số 6 là giảm 60% nha. Rồi đi đi coi cái khác đi con. Rồi cái bao bự hơn Euro nữa mọi người. Rồi đi đi theo mẹ nè, nắm tay. Đây mẹ cầm cái bao rồi, nắm tay. Rồi Euro tiếp tục, lựa gì nữa con trai? Ôi quá trời. Quá trời quá đất. Ôi, gì nữa? Người nhượng hả? Nhưng mà mấy cái này con không biết ráp đâu, con chưa biết ráp đâu. Mấy cái này bự lắm, con chưa biết ráp đâu nha. Các bạn mê lắp ráp thì ở đây là một thiên đường giảm giá rất là nhiều luôn á mọi người. Vô đây ráng ngợp bởi những cái bộ Lego siêu to siêu khổng lồ luôn á. Đó, nào là cọp nè, ráp hình nguyên con cọp luôn á mọi người. Rồi có Star Wars nữa nè. Đó, cái này là bộ chuột Mickey ráp lên thì nó sẽ cao lắm đó. Nhưng mà Euro chưa có ráp được đâu, mẹ cũng không có biết ráp Lego luôn. À, đây là một đôi giày đó mọi người, nhưng mà nó bằng Lego nha. Các bạn ráp hình Lego thành một đôi giày để chân á. Ở đây thì mặt nạ, xe, các thứ giá giảm rất là nhiều. Đó là mấy cây kiếm đó, Euro cứ mong màng tới mấy cây kiếm này. Nhưng mà ráp pin vô thì hên xui thôi, có cây chơi được, có cây chơi không được nha mọi người. Vì là hàng sale mà. Ta tiếp tục, bạn Euro thích siêu nhân thôi, cho nên là mình đang đi kiếm siêu nhân cho bạn ấy nha mọi người. Đây nè con, siêu nhân bên này. Đây siêu nhân. Nè con, cái gì con? Kiếm nữa hả? Nè siêu nhân nè. Robo, cái này là đang giảm 50% nha mọi người. Nè Robo nè con trai. Đây, Robo quá trời luôn. Đó. Nè. Đó. Nè.
bỏ vô. Rồi bỏ vô. Ủa cái này chơi sao bạn? Đó được hai món. Rồi đi tiếp, đi tiếp. Ôi rồi bự chưa? Thôi rồi. Tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm đồ chơi mà bạn ấy yêu thích đây. Nói cho các bạn nghe nha, mẹ thì mệt rồi, còn Euro thì nhiều năng lượng lắm. Đi hoài không có mỏi chân luôn á, đổ mồ hôi mà cũng không biết mệt. Chỉ biết lựa những con siêu nhân và robot thôi đó các bạn. Giảm giá 50% đó mọi người. Đó, thích cái con nào là cầm lên tự động bỏ vô giỏ thôi, không có nói nhiều nha. Euro. Ồ, mặt nạ giá sốc. Con muốn mua mặt nạ này luôn hả? Để mẹ coi coi mặt nạ này đang được giảm 70% nha mọi người. À, mình sẽ check giá cái này. Rồi mình mua cho Euro luôn nha, mặt nạ 70%. Ờ, khu vực bên này là xe hơi. Chú ơi, chị ơi, chú ơi, các bạn có mê chưa? À, đây là khủng long. Đó. Xe điều khiển. Đây. Xe hơi, các loại xe hơi này giá của nó là 110 mấy ngàn mà đang giảm thêm 50%, tính ra là khoảng còn 50-60 ngàn một chiếc. Đây có đây nữa nè. Rồi, á, Euro. Dạ, chính xác rồi, cho nó đuổi. Ồ, cái này được giảm 70% lận nè con. Đó. 70 nè, con có mua không? Con mua con nào? Nhiều quá, không biết lựa con nào hả? Ồ, 70. Con lấy con này hả? Rồi, cái nào nữa? Tha hồ lựa chọn nha mọi người, đây là những cái xe. Cái nào? Ồ, hai chiếc hả con? Đúng là thiên đường của trẻ em mà. Trời ơi, đồ nào mà nó chất đóng đóng thùng thùng như cái núi vậy đó. Thích cái nào lựa bỏ vô thôi. À, 60%, 70%, quẹo lựa mọi người ơi. Euro thì cứ mua vô, lựa thoải mái luôn. Riết là ảnh cũng không biết lấy cái nào bỏ cái nào nữa. Nhưng mà ngoan lắm, mẹ cho thì mới được bỏ vô giỏ thôi nha Euro nha. Đây, siêu nhân chọn bộ. Con cầm cái này. Đây, đó mọi người thấy không? Rất là nhiều. Ôi, siêu nhân kìa. Đâu, siêu nhân đâu? Ừ. Ừ, đây, để mẹ coi. Đâu, siêu nhân đâu? À, siêu nhân đây hả con? Ở đây là tất cả các siêu nhân. Ồ, siêu nhân, cái này là người nhện mà. Đây mẹ coi nó đang giảm giá bao nhiêu. Không thấy giảm giá. Rồi bây giờ là cuối cùng quyết định lấy thêm con này đúng không? Hình như con này bóp vô nó đánh vậy nè. Nhưng mà về lát nữa ra coi nó làm sao. Nha, rồi con cầm đi. Rồi xong rồi nha. Không mua nữa đâu. Bây giờ mình đi tham quan thôi nha. Rồi, cho mọi người đi tham quan cùng Euro nha mọi người nha. Ở đây thì có xe điều khiển, máy bay điều khiển, giảm đến 60%. Và đã quá. À, xe các loại giảm, à, mua trên 1 triệu được giảm thêm 5% nữa. Rồi. Mọi người có để ý không, ai vô đây cũng có một cái bao rất là to luôn, mà hình như là một người đi ra là phải một cái bao đây hoặc là hai cái bao đây như vậy luôn á mọi người. Đó mọi người thấy không, đó mấy phụ huynh đó hả, sắp quá trời bao bự luôn á.
vì đồ chơi này cái nào nó thật sự là mẹ Euro rất là thích mua luôn, muốn cái nào thấy cái nào cũng đẹp, cái nào cũng hợp nhãn hợp mắt hết, muốn mua hết. Nhưng mà thôi, mua như đây cho Euro là đủ rồi nha mọi người nha. Và quay một số cho mọi người xem coi là buổi bán hàng khuyến mãi của My Kingdom là như thế nào nha mọi người nha. Hình như là tất cả các mặt hàng đồ chơi của trẻ em là đều có trong này hết, từ xe đạp, vali, ba lô, túi xách gì cũng có hết đó mọi người. Chơi thì có từ 1 tháng, 6 tháng sơ sinh, em bé lớn lớn 1-2 tuổi là đều có đủ hết nha mọi người nha. Đó, quá trời luôn á. Đây là cái vali cho mấy bạn là đi du lịch nè. Ngồi lên mà mình kéo đây vali cho mấy bạn lớn lớn hơn. Rồi những cái xe siêu to khổng lồ. Đây là Thomas Tom đó mọi người, xe lửa Thomas Tom đó. Đủ màu luôn. Và đây là một số hàng sale, nhưng mà cái này là quà tặng cho mọi người. Khi mình tính bill á thì mấy cô nó bỏ vô một món xe để nhỏ như vậy á. Rồi thôi, hai mẹ con đã mua xong rồi. Đây là túi đồ của Euro đây mọi người. Đó, coi coi được bao nhiêu món nha. Trời ơi, nhiều quá. Đó, đây là đồ của Euro nè, cái gì? À, một cái mặt nạ. À, siêu nhân. Toàn siêu nhân thôi. À, hai chiếc xe biến hình. Siêu nhân này nữa. Đúng rồi, siêu nhân. Toàn siêu nhân thôi. Rồi bây giờ mình sẽ đi tính tiền nha mọi người nha, còn ở đây nữa. Rồi. À, con cầm hả? Rồi thôi bây giờ mình ra tính tiền nha. Xin chào các bạn đi. Mình sẽ về mình mở quà nha. Mở đồ chơi nha. Bye bye. Xin chào các bạn. Rồi đi, tính tiền. Johnny, Johnny. Eating sugar. No, Papa. Telling lies. No, Papa. Open your mouth.